OK, bạn cứ có nhu cầu bạn cứ lên cái website của mình là Studio Gear trên đó mình bỏ đầy ở trên đó, <laughs> trên đó tham khảo thoải mái. OK, mai mốt cái câu hỏi của mình Toàn, đó. mai mốt à, anh sẽ làm, anh trong cái list của anh làm rồi anh sẽ dạy hòa âm từng ngày luôn. Các bạn cứ làm theo giống như anh đi rồi xong mai mốt phát triển lên chào vũ trần nha nhớ quá học trò thân yêu cảm ơn em giữ sức khỏe nha vũ à tám tám phím từng năm năm sáu triệu hơi khó nha nếu mà cái option này bạn nên chọn một cây đàn piano điện ha à, piano điện phím nó rất là ok bạn mua cái piano điện về nó có cộng midi á mình kết nối midi năm à, sáu triệu đây là hàng xài rồi nha thì trên 5 6 triệu cây 88 phím là không có rồi đó các bạn. Mà có mua về thì uh, làm cho đẹp thôi chứ đánh velocity dở lắm. ha, 5 6 triệu bạn nên chọn option là một cây uh, Pino điện. ha, Pino điện xài rồi đó, Pino điện xài rồi 5 6 triệu cũng xin á, à, cũng có nhiều cây ngon á về cắm vô perfect luôn. Đây là option cực kỳ perfect, hợp lý thay vì bạn mua một cây mới 88 phím với giá, giá 6 triệu cũng không có về không dùng được đâu không có tối ưu đâu ha nếu mà bạn chuyên về piano anh nghĩ em tập trung học một năm có thể làm bài cơ bản được không minh toàn hỏi là học cơ bản trong một năm dư sức làm nếu em thật sự đam mê và em có chỉ học anh đảm bảo với em luôn dư sức làm anh đảm bảo công nghệ bây giờ và mọi kiến thức bây giờ nó khác hồi xưa lắm hồi xưa có phải em mất thời gian và mọi thứ chứ bây giờ nó nó là bằng ứng dụng không bọn em thấy không anh ngồi anh nói với bọn em mấy cái này hoặc là anh chia sẻ mấy cái cơ bản thôi mà bọn em đã hình dung ra rồi có nghĩa là cái cách mình học mới quan trọng đó. còn bây giờ mình đảm bảo luôn anh nói để có bọn em đừng nản chí tại vì là một năm học được hay hay dở thôi còn mà nhiều người mà nói nha học một, một năm mà làm gì? Thì đương nhiên một năm mình chỉ có làm trong cái trình độ một năm thôi nhưng mà cơ bản thì anh nghĩ là có thể hoặc là hơn cả có thể. Anh trai có chỉ bộ mix bộ drum pop được không? Ôi, cái này chắc làm tin sự thật ha. Nhiều lắm em ơi, cái lĩnh vực mix này thì cũng cũng nó cần phải nhiều chủ đề lắm. Anh không thể nói một lần ra đây ở được đây được thì những cái bộ căn bản thì anh em xài thì uh, cũng là plug in thôi cái cách em sử dụng mới quan trọng ha đó nhiều người dùng y chang như mình là mình lại làm khác họ họ cũng lại làm khác mình đó nhưng mà cái nội dung này thì cần phải nói nhiều không không nói ngắn được em là vô cô cầu chuyên hát bạn tiết tấu nhanh và cha đã mong được hợp tác với anh Bell ok anh Beo đã có một đối tác anh em công việc ở trong này đó anh em chia sẻ giao lưu nếu mà hay thì công tác công việc ở trong này mình rất hưởng ứng luôn mọi người ha anh em cùng nâng đỡ giúp đỡ nhau trong nghề cho nó vui cùng đi nhau đi lên <laughs> dưới ba triệu có follow ba ba đúng rồi em mà hình như là solo hết hàng toàn Việt Nam luôn rồi mà anh nghĩ em lên luôn cái cái right. hình như solo hết hàng rồi thêm thêm tí tiền nhưng mà option đó được khoảng chừng triệu mấy 4 triệu thì phó uh, ra right, ok làm nhạc bay tóc xịn sò luôn hello đạt lê <laughs> sao bị tiếng như tiếng nhạc xấu? <laughs> XMO, ổn định nha em ok ổn định về sọ vô là chơi Anh thích cái nectar đó là cái phím của nó đó. Cái velocity của nó rất là ổn. So với giá tiền này nó rất là ổn. Cây bằng non của anh phối tên gì không hả? Cái saxophone nó hả? Cái saxophone nó là, là người á em à. Là, là nghệ sĩ Thành. Anh nói tên là Thiên Thành saxophone ha. Anh Thành ảnh... Uh, anh 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 viết ra một cái câu uh, đó xong rồi anh, anh mình mời anh Thành tới anh Thành thổi bằng kẹt thật nha chứ không phải là sample đâu. Yes. Em xài room Summer anh drummer chứ, xài room drummer studio roomer. Ok cảm ơn anh rất nhiều làm theo dõi anh cũng lâu rồi nhờ xem cái video mà miễn phí của anh mà em đã học được khá nhiều từ lúc chưa biết gì rất mong anh trong tương lai sẽ trực tiếp ok rồi mình cũng rất vui khi các bạn có thêm kiến thức khi xem cái clip của mình ok chúc mọi người trung thu vui vẻ nha trần khang kibo nè dưới tầm 8 triệu loa kiểm âm Mắc mr mờ cũng ổn em ha tầm từ 10 triệu đổ xuống thì cũng có nhiều dòng lắm thì cứ mà em cứ chọn từ 10 triệu trở xuống thì em cứ chọn Maki nè nhưng mà từ 10 triệu thì lên chút xíu mua HS5 đi Ừ Ráng thêm tí nữa, đợi 1-2 tháng nữa có tiền quất lên HS luôn. Còn 8 triệu nó hơi lưng chừng. Nhưng mà cũng có nhiều option hay 8 triệu cũng ok rồi Lịch livestream của anh thế nào ạ? À? Để em nốt vào nhắc nhớ trong điện thoại Ok, lịch trái tim của anh thì thực sự là um, chai, Anh cũng hơi ngẫu hứng, anh có lịch rồi nhưng mà nó cũng chưa Chưa thực hiện đúng lịch lắm tại vì công việc của anh đang nhiều thì anh mà có like thì anh cứ like 8 giờ đêm mỗi ngày thôi hoặc là uh, cái chủ đề của anh là có 3 chủ đề, 4 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là producer, thứ hai là hòa âm piano. Thứ ba là anh chuẩn bị anh chỉ hướng dẫn làm những cái intro những cái intro chỉ làm intro thôi, nhạc dạo và cách làm nhạc dạo, mỗi ngày làm cái. Đó, rồi một cái nữa là uh, giải đáp những câu hỏi này, này nè, đó, uh, giao lưu, uh, chia sẻ những cái kiến thức đó như các bạn đang nói đó các đang đang hỏi mình đó thì mình có bốn chủ đề đó mình sẽ trong tuần mình cái, cái like thì mình sẽ làm tầm giờ chính thức là 8 giờ mic của anh là dynamic hay condenser mic của anh là dynamic đây con này bọn em có thể coi thấy được không ta đây, đây, chắc không lên được mọi người. đây này. con này là con SFM sure s m bảy b nha mọi người, đây con này là dynamic <laughs> đó mọi người nghe cái sau con này hay không? À. đây cái đuôi của nó này à, đuôi của nó nó có những cái nút gạt, bass trap, tăng bass tăng trap các kiểu mình thích cái con này tại sao nó nghe nó hay audio 6 sử dụng ok em ơi complete audio 6 đúng không con đó quá ngon mà con đó ổn mà anh nghĩ sao về nhạc của ha <laughs> khó đánh giá lắm em ơi khó đánh giá những cái uh, những cái góc nhìn lắm ông nào mà thích nhạc rap thích chiêu chiêu thích uh, bay bay lại thích nghe hay còn mấy ông mà thích nghe pop thì lại tại vì với anh thì những người thành công á thì họ phải có cái gì họ phải có cái gì đó hoặc là họ thành công thực sự và được nhiều người công nhận thì phải phải là có tài. Thì âm nhạc nó đa dạng lắm. Âm nhạc là một cái sản phẩm vô tri vô giác mà. À, sản phẩm của sáng tạo cho nên là có người thích, có người không thích. Giống như kể cả anh đang like đây. Có người thì uh, họ thích, thì họ cho mình cái like họ không thích. nó ông Vinh nói tào lao nhảm thì họ ân like, họ tỏ cái quan điểm đó. Thì cuộc sống với nó hai mặt vậy đó. Cho nên là tùy cái góc nhìn của anh thì anh thấy ai thành công là anh phục à <laughs> anh gai dùng string 8 dio không có anh có dùng anh có dùng uh, string của 8 điêu 15 triệu PC hóa âm không? không anh cũng được em à 15 triệu cũng được máy bây giờ cũng mạnh mà máy bây giờ cấu hình cũng mạnh 15 triệu thì em kiếm option kiếm ông nào Uh, chơi game máy khủng khủng uh, bán lại giá rẻ đi thì mình sẽ được cái cấu hình tốt hơn tại vì nếu mà em build 15 triệu thôi thì nó uh, cũng giới hạn 15 triệu giới hạn hơi giới hạn thì em kiếm cái option nào kiếm nơi nào an toàn ông anh nào hoặc là bà thím nào có cái máy trước đó build ba chục hoặc là hai mấy triệu tại vì đồ thiết bị điện tử nhất là đồ công nghệ nó xuống giá nhanh lắm nhất là đồ máy tính thì nếu mà là anh thì anh sẽ chọn cái option mua máy cũ nha còn bảo hành thì càng tốt anh ơi làm sao để mình thu âm mà nó chỉ có thu voice mình không thu bit câu hỏi khó hiểu ta thu trong cái điều kiện nào nữa chứ có nghĩa là thu âm mà nó chỉ thu voice mình không có bit câu hỏi này quá nhiều nhiều option để trả lời em thu ở ngoài trời hoặc là hay là em thu trong phòng thu trong phòng thu thì mình control được hết rồi mình set output input thôi là xong rồi còn thu ngoài trời thì Uh, nếu mà nhạc vô quá thì dùng những cái con mic chuyên dùng giống như nhiều những những con này hoặc là những cái con mà ghép noi nó 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 nó, nó, nó um, không cho những cái 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 sao noi vào Giống con này này anh vừa làm anh vừa mở nhạc đây mà bọn em đâu có nghe nhạc uh, vô ngược cái mic này đâu tại vì nó hạn chế nó uh, không thu những cái tập âm vào Bolero là dòng gì? Ok, câu hỏi ở câu những câu <laughs> những câu hỏi kinh điển <laughs> mấy này giao lưu với mình thì mình nói được, mình chia sẻ được. Nhưng mà cái này mà những cái câu hỏi Bolero này là dòng gì? Cứ post lên là từ đời này đến đời nọ, năm này đến năm nọ là mỗi ông lại vô nói một ý tưởng là náo loạn lên mà chưa bao giờ hết hot Thực ra nó là dòng nhạc của Latin ở bên nước ngoài họ đưa về đưa về Việt Nam xong Việt Nam chuyển hóa qua thành cái nhạc dòng nhạc riêng của nước mình thì nó có một cái phong cách riêng thì lâu năm họ họ nói là cái dòng bolero bolero của Việt Nam nhưng mà thực ra bolero là cũng xuất sắc xuất phát từ Latin từ từ bọn Nam Mỹ các kiểu á. Cái này cũng dễ hiểu mà. Ăn thua là bằng à, <laughs> ok nhiều cách với, nhiều cách lắm câu hỏi của trần khang Kibo bo nè từ những kiến thức có được khi làm style trên đàn program bằng đo bằng đo bây giờ em nên làm gì để trở thành một producer em phải hiểu producer là cái gì những kiến thức mà em đã biết trên đàn hoặc găng và đã biết bằng đo này thì là coi như là em là quá thuận tiện cho để trở thành một producer rồi producer anh nói ngắn gọn thôi ha uh, producer nó có nhiều uh, nhiều cũng nhiều producer đó là sản xuất sản xuất là đây là cái gì em một là em sản xuất uh, quần áo em sản xuất uh, máy móc em sản xuất cái gì hết, còn mình là music producer là mình sản xuất âm nhạc, thì chính em đang làm những cái việc style đó cũng là đang là sản xuất đó em, cũng là cũng cho là một producer, à, em đang làm chỉ từ producer là từ sản xuất thôi mà, đầy đủ hơn của một cái producer đó là music producer là người sản xuất ra âm nhạc, thì là em đang ngồi chế ra những cái style của em đó, nó cũng là đang ngồi sản xuất đó thì là em đã có những cái kiến thức đó biết máy tính biết đàn còn thì đầy đủ hết các yếu tố rồi còn mà em muốn cái sản xuất theo cái quy mô nào thì là mình cũng phải học thêm nghiên cứu thêm à, sản xuất cho ca sĩ à, sản xuất đây là ví dụ như mình làm beat xong rồi bắt đầu mình mix xong mình à, à, có cái hướng dẫn hoặc là có những cái chiến lược cho ca sĩ nghệ sĩ đó nó nằm rồi mv các kiểu nữa đó là những cái chiến lược đó nữa thì cái producer music nó cũng cũng rộng nhưng mà đại loại là em đã sáng tạo em đang sản xuất ra đó. thì giống như mình uh, đi vô nhà máy mình uh, đặt một cái lô hàng gì đó họ sản xuất là không là producer đó mà họ sản xuất cái gì thôi ha thì em đang làm cái việc đó là việc sản xuất rồi đó chính thức em là một người sản xuất và tại em đang làm sản xuất mà ừ? còn producer thì nhiều cái nữa ví dụ là em em làm cho Uh, bạn bằng gái hát một bài uh, online uh, bắt bạn gái vô thu rồi hát đúng nhịp rồi em làm nhạc rồi em thu âm em mixing xong em làm xong cái mv em đưa lên đó là việc của nhà sản xuất đó em là thành một nhà sản xuất rồi nếu em làm những cái quá trình như vậy đấy đơn giản là vậy thôi không có gì phức tạp với bọn em rành rành ở đó chỉ có những người giải thích không phức uh, không rõ ràng giải thích phức tạp thì mới gây cho chúng ta những cái hiểu lầm thôi chứ thật ra đơn giản vậy đó. thế giới nó đơn giản vậy mà <laughs> mình chỉnh cái để, để quay được cái bằng phím gian vậy à camera ở trên này anh dùng một cái web một cái webcam nha cái webcam anh bỏ ở trên anh chiếu xuống còn đây anh dùng một cái camera khác nữa là anh dùng hai cái camera à, bây giờ không biết quay sao cho em coi nhưng ở trên này anh dùng webcam và ở đây là một cái camera thì có hai góc quay đó vậy thôi đơn giản là vậy Hôm nào anh làm một clip về hòa âm dàn dây của nhạc Korea đây. Đây là những cái mong muốn mà mong mỏi của các bạn rất là thích. Nhưng mà anh nói với em luôn, để làm được những cái việc này thì mình phải chạy qua những cái căn bản trước. Ông nào vô cũng thích cái dàn dây Korea. Thật ra nó cũng không khó nhưng mà buộc em phải có những cái kiến thức nhất định thì em mới làm được. Chứ không phải là em nghĩ mà coi. Tại sao nó khó? Nó khó tại vì là nó cần nhiều kiến thức Thì em mới không tìm ra Còn mà nó dễ như là nhạc gì đó Em có thể tự tìm ra được thì là do nó dễ Nó không cần kiến thức nhiều Còn mà những cái khó thì phải cần kiến thức mà Có kiến thức mà em chưa có thì mình phải luyện Thì để mà làm ra một cái bài Korea này Thì dây trồng chéo các kiểu quảng Rồi sao rồi kiến thức Technique các kiểu à, Nó nhiều thứ lắm Anh không thể là nói một phát là nó ra được liền đó. <laughs> ok mọi người lâu lâu nói chuyện với mọi người này cũng vui ha mình chém gió mấy giờ đâu không biết trời ơi mình lên đây lúc 9 giờ nói về một chủ đề thôi mà thôi cũng hay ha <laughs> giữa dần dây được thu trực tiếp và dòng dây sử dụng plugin thì điểm khác nhau chính là gì ok các em biết rồi plugin thì là cái được mô phỏng lại từ đồ thật từ nhạc cụ thật thì nó là cái đứa mô phỏng lại thôi. Thì cái thằng hàng thật vẫn là thằng xịn và thằng hay, à, nó là hàng chuẩn mà. Mà plug-in là giả lập. Giả lập lại. Người ta thu à, lấy sample của cái các nhạc cụ thật và thu lại thì em nghĩ cái cái không gian và mọi thứ giả lập lại thì cái hãng nào càng xịn thì người ta mô tả lại mô phỏng lại cái sao đó càng thật, trung thật như ở ngoài. Đó. còn mà nó nó bản chất là một cái 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 sao thật rồi thì nó phải hay rồi đó, giống như một cái guitar uh, việt có hay mấy cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà vẫn không bằng một cái guitar thật ha guitar thật đó khác nhau là dynamic này không gian này dynamic là cái không gian là cái cái nhấn nhá và cái sao cái sao thật của nó đại loại như bọn em nghe nha thầy ví dụ thôi một ông ngồi nhậu cầm cái guitar đánh à, ta thùng 500 trăm ngàn ba trăm ngàn ngồi đánh hát hò mà bọn em vô tình em lấy cái điện thoại em quay lại em nghe có cái gì nó cũng hay á nó, nó, nó thật lắm nó có cái hồn có cái thần ở trong nó từ một cái nhạc cụ nhưng mà cũng cái câu đó luôn cũng cái cách đềm đó luôn mà em lấy cái sample ra em đánh thì nó lại khác hoàn toàn nó nhiều thứ lắm có nhiều yếu tố lắm ha đó lại là như vậy hay quá anh anh là người truyền lửa thích nghe anh cha nè <laughs> anh cũng như bọn em thôi anh con đường anh y như bọn em thôi thì anh biết anh chia sẻ thôi cảm ơn anh những cái sẻ hữu ích chúc anh thành công rồi các bạn ơi chắc chúng ta stop ở đây ha hôm nay cũng nhiều rồi từ một chủ đề này mà chúng ta có thể nói ra được nhiều chủ đề nữa thì hẹn các bạn trong mỗi 8 giờ mình sẽ livestream vào 8 giờ tối. Ok, ngày hôm nay mình xin dừng ở đây nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. À, một ngày trung thu rất là vui. Nha, ok, tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong ngày tới. Bye bye.